Mấy đêm liên tiếp là Ly với lại anh Tú đều ngủ rất là khuya, xong rồi hai anh em phải nói chuyện với lại anh producer, nói chuyện với anh sản xuất MV, đạo diễn là để bàn về kịch bản, bàn về cái ý tưởng của MV này. Nói chung là mọi việc nó phải diễn ra rất là gấp rút để mà Ly muốn nó ra mắt vào đúng cái dịp lễ này, cái dịp lễ rất là đặc biệt là dịp lễ Quốc Khánh. Thì nó sẽ cái bài hát của Ly nó sẽ trở nên ý nghĩa hơn rất là nhiều. Và đây là cái bài hát Tuy Xa Mà Gần, Tuy Gần Mà Xa này là một bài hát mà Ly cảm thấy là một bài hát ý nghĩa nhất mà Ly đã từng viết trước giờ, nên là Ly cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà đã làm được cái sản phẩm này cùng với những người anh chị đã hỗ trợ Ly và Tú rất là nhiều. Sau lùm xùm với công ty của Châu Đăng Khoa, mới đây nữ ca sĩ nhạc sĩ trẻ Lily vừa kết hợp với nam ca sĩ Anh Tú ra mắt MV mang tên Tuy Xa Mà Gần, Tuy Gần Mà Xa. Nghe tựa bài hát, nhiều người đoán rằng đây sẽ là một ca khúc về tình yêu thuần túy, nhưng cả hai đã khéo léo lồng vào đấy câu chuyện tình người, tình thân đầy xúc động thời Covid-19. Trong MV, Anh Tú vào vai chàng bác sĩ trẻ đang ngày đêm chiến đấu chống dịch, còn Lily vào vai người vợ cùng con từng ngày trông ngóng anh trở về. Tuy chỉ cách nhau đoạn đường rất ngắn ngủi từ nhà đến bệnh viện, nhưng rất lâu cả gia đình chưa được đoàn tụ do tình hình dịch bệnh vẫn còn đang căng thẳng. Bản tình ca như lời tri ân mà cả hai muốn gửi đến đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh, chấp nhận sống xa gia đình, xa người thân. Lily cho biết cô viết ca khúc này với tâm niệm sẽ mang tinh thần bài hát đến với thật nhiều khán giả, để nhiều năm sau nữa khi nghe lại bài hát này, chúng ta sẽ nhớ rằng đã có một khoảng thời gian đầy thử thách như thế, nhưng tất cả đều đã đồng sức, đồng lòng vì mục tiêu chung, đẩy lùi dịch bệnh. Không chỉ gây ấn tượng bởi âm nhạc, MV còn khéo léo chèn lời kêu gọi của chính phủ cài đặt ứng dụng Bluezone và một đoạn ngắn của bài quốc ca Việt Nam để truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Ca khúc đã được nhiều nghệ sĩ chia sẻ trên mạng xã hội để góp phần lan tỏa những thông điệp ý nghĩa này.